Hoa cảm nhận không? Rất tí tách, rất hay luôn đúng không? Với em cảm tưởng đôi này nhá, Loa chưa đầu đôi này nó ngang ngửa đôi 25 tiếng rất hay luôn. Cái đèn này quá này, cái đèn báo tín hiệu này. Em Minh đang test một quả thôi các bác nhá. Hái nước cho anh ấy. Test một quả thôi đấy. Em đang ở ngoài trời này, test một quả này. Tôi lính trần xa nhà. Bác rất rõ lời, tách luôn. Đi kèm theo bộ là có ở cái treo luôn bác nhá. Nguyên nguyên bản của treo luôn này. Đấy. Đời đã bác trả lời. Bản đường là tay logo xoay này. Mến yêu tôi thì chung. Cái đó. Đi đánh trận trăm miền. Miền xa thân xa có ai còn yêu lính như những ông Hoàng trả lời rồi nhá. Tiếng rất hay luôn. Rằng em nhớ anh tròn kiếm xuân xanh để dành riêng cho linh với tất tất đi đi nào Dũng ơi. Đây vừa rồi em với Minh vừa test nhạc trước để cho bác cùng nghe và trải nghiệm trợ âm những cặp loa trợ lời mà em với Minh về hàng. Cặp loa bãi xịn đẹp tuyển chọn cho bác chơi nhé. Đây là hàng bụi bặm về em chưa vệ sinh này nhé. Nguyên tắc em bán hàng đối với hàng bãi là em chưa vệ sinh em đã quay cho bác rồi vì hàng em số lượng về nhiều, lô này em về được khoảng 40-50 cặp thì em bỏ đây là hơn chục cặp trước thì quay cho bác anh em. Thì bên cạnh đây là lô súp này em mở sẵn này, chưa vệ sinh riết gì này, quay trong clip này thì em quay súp này. Hàng đời này về nhiều lắm các bạn, toàn hàng chất giá tốt luôn. Thì để xíu cho mình cặp loa trợ lời này thị trường em đang bán ngoài 2 triệu một đôi các bác nhá. Thì em thì mình hôm nay em thì mình bán xả cho bác này 1.550.000 đồng một đôi, 1.550.000 đồng một đôi, giá bao tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Đấy, các sự cho mình cặp loa Audio King trợ lời, hàng đẹp, đấy, bao zin bao xịn bác nhá. Hàng bên em có bây giờ mình tặng bao zin bao xịn, OK 6.5, công suất hoạt động là 60-90. 60W, cái đánh âm ly được không nhá, chơi âm ly được. Các bác chơi nhà âm ly mà đang đánh loa cỏ cỏ mà các bác ghép thêm đôi này tuyệt vời, hoặc những bác nào mà đang đánh bộ mà loa 25-30 mà cảm thấy thiếu lời thì chơi đôi này tuyệt vời luôn, chuyên trợ lời đây. Đấy. Giải xuống rất là sâu từ 68-20kHz xuống rất sâu luôn, sâu hơn cả loa phun thông thường. Vì dòng loa chuyên lời. Phần dây kẹp đấy nhá. Rất đẹp. Để dịch vào đây. Ở đây thì nó sẽ gồm hai tay đó này. Bình thường các mua bình thường các dòng loa trợ lời nó sẽ không có tay cầm này đâu. Thì đây là nguyên bản nó có hai tay, cái này là khóa này. Mở ra nhá. Chặt nắm. Cái này kìm chặt. Cái này nó sẽ làm cái lưới. Đây cái lưới nhá bác nhá, cái lưới để cho bác là dễ dàng nha. Để mình mở này này. Để mình chỉnh cái tay này. Tay này đấy, lưới hoặc là vặn hẳn ra mình tháo ra. Đấy, hai bên lưới. Đây. Nhấc cho anh ấy ra xem. Nhấc ra đi. Nhấc được. Cháu nhấc được. Cái gì? Một bên thôi, chỉ lấy được một bên. Lấy bên gì? Nhấc cái này ra này để quay ruột đấy. Đối dòng này thì nó sử dụng gân có nhá, nó gân mút nhá các nhá, gân mút này. Chép nó sử dụng chép dom. Cái dòng chất dom tiếng rất là hay, chỉ thích hợp trên những dòng loa chuyên dụng như dòng loa nghe nhạc thôi. Ở đây thiết kế cả bóng đèn này các này, cái dễ cái lối đèn nháy vào rất là đẹp luôn, cái lối đèn phần mạch này. Nói chung là rất đẹp. Củ bát này, bác nhìn củ bát này. phần thoát hơi này bát là bát gông liền khối nhưng nó cắt xin xi ở đây là các điểm thoát hơi đấy. Bát liền khối luôn, cứ thế chọc vào bây giờ. Cầm nó đi, xoay. Để mình hôm nay quay chi tiết đến loa trợ lời, bán luôn cái mức giá tốt cho anh em chơi.
bác nào có nhu cầu trợ lời đánh ở không gian nhỏ, những cặp loa trợ lời bán có 1.550.000 thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em nhé. Đây hàng chưa vệ sinh đâu. Hàng vệ sinh và chưa vệ sinh là gì? Nhà hàng về em chưa tả tuốt gì cả. Đã về rất là đẹp rồi bác nhá. Auto King. Tổng lô em về 450 cặp. Để anh em có nhu cầu thì anh ta liên hệ nhé. 1.550.000 đồng các sự cho mình cặp loa. Nói chung là đây có thể nó loa chiếc kèn được vì nó là một bát này. Cộng bát con này bát nào khoảng bát 16. Bát 6 nghe bọn em cứ gọi là trợ lời ở đây nó sẽ gọi là bát nó bát 20. 20 nhưng là chuẩn của nó khoảng 16 17. Và cái chép nó chép đo, nó chính là chép kèn luôn nhá. Tiếng ra rất tí tách rất là hay. Với dòng này quan trọng ở mức giá thôi các bạn. Em về nhiều hàng thì em bán mức giá tốt thôi. Đấy chỉ vào mức giá thôi. Còn hàng thì thị trường anh em bán những đôi này bán nhiều lâu năm nay rồi. Ngoài 2 triệu đôi thì một đôi loa nãy được có bác được 150 200 nghìn bạc. Đấy. Thì em bán là 1.550 nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em, ủng hộ em. Và clip của em mình đã kết thúc, cảm ơn bác xem và ủng hộ video của em nhá. Và xin nói chào tạm bác nhá. Đấy, số lượng có hạn nên anh em có nhu cầu nhanh tay nhá. Bên cạnh đây thì là lô súp này. Mình sẽ quay clip tiếp theo luôn đây.